Như chúng ta đã biết, du hành liên hành tinh vốn đã là một thách thức vô cùng to lớn. Việc chinh phục những khoảng cách khổng lồ giữa các vì sao lại càng khó khăn hơn bội phần. Tuy nhiên, với những nỗ lực không ngừng, các nhà thiên văn học đã tìm ra cách để tàu vũ trụ tự điều hướng trong không gian giữa các vì sao mà không cần con người can thiệp. Kể từ khi tàu vũ trụ Voyager 1 và 2 vượt qua ranh giới lý thuyết ở rìa hệ mặt trời, được gọi là nhật quyển, điều hướng trong không gian liên sao trở thành một trong những ưu tiên của nhân loại khi chúng ta tiếp tục khám phá những vùng xa xôi của thiên hà. Các nhà thiên văn học từ Viện Nghiên cứu Max Planck do tiến sĩ Corinne Anne Bailey-Rohn dẫn đầu cho biết đã tìm ra cách để tàu vũ trụ tự động điều hướng trong không gian sâu mà không cần sự hướng dẫn của con người. Theo Bailey-Rohn, khi du hành đến các ngôi sao gần nhất, tín hiệu trở nên quá yếu để liên lạc với trái đất. Do đó, một tàu vũ trụ du hành liên sao phải tự điều hướng và sử dụng thông tin này để quyết định khi nào cần điều chỉnh hành trình hoặc bật các thiết bị khoa học. Để làm được điều này, nó cần xác định được vị trí và vận tốc chỉ bằng các phép đo trên tàu. Mô hình điều hướng của Bailey-Rohn sử dụng 3 chiều không gian và 3 chiều vận tốc kết hợp với thông tin về sự thay đổi vị trí của ngôi sao liên quan đến điểm nhìn của tàu vũ trụ để xác định tọa độ của con tàu trong không gian. Khi một tàu vũ trụ bay ra xa mặt trời, vị trí quan sát của nó và vận tốc của các ngôi sao sẽ thay đổi so với điểm nhìn từ trái đất do thị sai, quang sai và hiệu ứng Doppler. Điều này cho phép tính toán sự khác biệt giữa ba điểm nhìn và vị trí của con tàu trong không gian. Từ đó, các nhà khoa học có thể suy ra tọa độ của nó thông qua quá trình mô hình hóa truyền tiếp lặp đi lặp lại. Thị sai và quang sai đề cập đến sự thay đổi rõ ràng về vị trí của các ngôi sao do chuyển động của trái đất. Hiệu ứng Doppler là sự thay đổi bước sóng ánh sáng từ một ngôi sao tùy thuộc vào việc nó đang đến gần hay di chuyển ra xa người quan sát. Do tất cả những hiệu ứng này liên quan đến vị trí tương đối của hai vật thể thứ ba là tàu vũ trụ ở một vị trí khác sẽ thấy được sự sắp xếp khác nhau của các ngôi sao. Thực ra khá khó để xác định khoảng cách đến các ngôi sao, nhưng các nhà khoa học đang tiến bộ hơn rất nhiều. Vệ tinh Gaia đang thực hiện một sứ mệnh liên tục để lập bản đồ giải ngân hà trong không gian 3 chiều và đã cho chúng ta bản đồ chính xác nhất về thiên hà cho đến nay. Bản đồ cập nhật mới nhất của Gaia có vị trí của khoảng 7,2 triệu ngôi sao. Từ số dữ liệu đó, các nhà khoa học đã thử nghiệm hệ thống của mình bằng cách sử dụng danh mục sao mô phỏng và sau đó trên các ngôi sao lân cận được cập nhật vào năm 1997 ở tốc độ tàu vũ trụ tương đối tĩnh. Mặc dù điều này không chính xác bằng Gaia, nhưng điều đó không quá quan trọng, mục đích là để kiểm tra xem hệ thống định vị có thể hoạt động hay không. Phương pháp định hướng mới chưa xem xét các nhị phân sao cũng như các công cụ đo đạc. Mục đích chỉ là để kiểm tra tính khả thi như một bước đầu tiên để hiện thực hóa nó. Gian nan du hành đến các vì sao. Một số nhà vật lý đã cố gắng tính toán chính xác thời gian mà chúng ta sẽ cần để đến các hệ sao khác trong thiên hà của chúng ta với công nghệ tàu vũ trụ hiện có. Họ đã xem xét cụ thể 4 tàu thăm dò không gian không người lái đã được NASA phóng lên vũ trụ là Pioneer 10 và 11, Voyager 1 và 2. Những số liệu thu được sẽ cho chúng ta biết được con người sẽ mất bao lâu để thoát ra khỏi hệ mặt trời. Ta sẽ phải chờ hàng ngàn năm nữa để các tàu thăm dò có thể thấy được một hệ sao và gửi dữ liệu về. Sau đó sẽ cần cả triệu tỷ năm nữa để chúng tiếp xúc được với một ngôi sao. Trong bài báo của mình, các nhà nghiên cứu cho rằng thời gian để một trong 4 tàu vũ trụ của NASA tiếp cận với một ngôi sao là khoảng 10 mũ 20 năm hoặc 1.000 tỷ tỷ năm, vì vậy hành trình của chúng còn rất dài. Trong 1 triệu năm tới, 4 tàu thăm dò này có thể sẽ chạm mặt khoảng 60 ngôi sao và đến tương đối gần 10 ngôi sao, mặc dù gọi là tương đối gần, nhưng chúng vẫn cần thêm khoảng 2-3 sec. Đây là đơn vị độ dài dùng trong thiên văn học, tức là hơn 6 năm ánh sáng hoặc hơn 56.000 tỷ km nữa mới thực sự đến đích. Thực ra, các sứ mệnh không gian có người lái trong tương lai không nhất thiết phải đi theo con đường của 4 tàu thăm dò này. Chuyến du hành mang theo thế hệ phi hành gia đầu tiên đến các ngôi sao gần hệ mặt trời nhất cũng phải mất vài chục năm cho đến vài ngàn năm, trải qua ít nhất vài thế hệ phi hành gia. Nhưng hiện các nhà khoa học vẫn chưa rõ liệu con người có thể sinh đẻ an toàn trên không gian hay không. Chưa xác định sự can thiệp của trọng lực đến tỷ lệ thụ thai và mang thai thành công.
Việc chế tạo phi thuyền đủ khả năng đi đến một hành tinh xa xôi nào đó là chuyện khó, nhưng việc duy trì sự sống cho phi hành gia trong suốt cuộc hành trình lại còn khó hơn gấp bội. Cho đến nay, con người vẫn chưa phóng được phi thuyền có người lái ra khỏi hệ mặt trời, chứ đừng nói đến ngôi sao gần nhất cách hơn 4 năm ánh sáng. Một năm ánh sáng, tức quãng đường ánh sáng di chuyển trong một năm, được xác định vào khoảng 10.000 tỷ km. Hiện vẫn chưa tìm được phi thuyền nào khả dĩ có thể làm ví dụ điển hình trong trường hợp này, vì phi thuyền từng chở theo người lên mặt trăng là Apollo 10, hoạt động cách đây hơn 40 năm chỉ có thể bay với tốc độ gần 40.000 km mỗi giờ. Với khoảng cách như vậy, các phi thuyền tương lai phải tự duy trì hoạt động, điều mà khoa học hiện nay vẫn chưa thực hiện được. Bên cạnh đó, trừ phi giới khoa học tìm được cách tái tạo môi trường trọng lực trên phi thuyền, nếu không, một chuyến du hành giữa các vì sao sẽ buộc phải thực hiện trong điều kiện không trọng lực. Qua thời gian, tình trạng này sẽ hủy hoại cơ thể con người, gây teo cơ cũng như tiêu hủy chất khoáng trong xương và làm suy yếu thị lực, theo nhà sinh học Athina Andreadis của Đại học Massachusetts. Ảnh hưởng của tình trạng không trọng lực đến bào thai đang phát triển, thậm chí còn tệ hơn, nhiều khả năng phá vỡ sự phát triển bình thường của thai nhi và ảnh hưởng đến chức năng thần kinh. Cơ thể và khung xương của trẻ có thể phát triển khác biệt trong không gian so với các bé trên mặt đất. Đó là chưa kể đến thời điểm em bé ra đời, được dự đoán sẽ vô cùng khủng khiếp nếu không có sự hỗ trợ của trọng lực. Cứ cho là mọi trở ngại kia đều vượt qua được và các phi hành gia của chúng ta đến đích thì khó khăn vẫn chưa hết. Ngay cả khi phi thuyền đáp được lên một hành tinh có sự sống, môi trường ở đây có thể chẳng tương đồng với trái đất. Công việc tiếp theo là xây dựng sinh quyển và điều này có thể ảnh hưởng đến sự sống của các dạng sinh vật ở đó. Việc xây dựng sinh quyển nhân tạo có thể phá vỡ sự cân bằng sinh thái vốn có của hành tinh, dẫn đến những hậu quả khó lường như việc phá hủy hệ sinh thái địa phương và gây ra sự tuyệt chủng trên diện rộng. Một lựa chọn khác là tạo ra con người có thể chịu đựng môi trường mới. Thế nhưng, việc cho ra đời một dạng công dân khác hoàn toàn với người trái đất sẽ đối mặt với những vấn đề về đạo đức, chưa kể những khó khăn về mặt sinh học. Vì vậy, trong quá trình khám phá không gian, chúng ta cần phải nhớ rằng mục tiêu cuối cùng không chỉ là tìm kiếm sự sống mới, mà còn là bảo vệ và tôn trọng sự sống đã tồn tại. Chúng ta cần phải học cách sống hòa bình với thiên nhiên, dù ở trái đất hay ở một hành tinh xa xôi nào đó.